tập đoàn Doanh Phun Du là một tập đoàn hoạt động đa ngành nghề tại Đài Loan với các lĩnh vực sản xuất giấy, bao bì giấy cắt tông, công nghệ in ấn, công trình dân dụng, xử lý môi trường, hàng tiêu dùng, công nghệ sinh học, hóa chất công nghiệp, công nghệ cao, tài chính ngân hàng. Tập đoàn Doanh Phun Du Đài Loan liên tục đầu tư và phát triển công nghệ cùng với những chiến lược không ngừng mở rộng thị trường. Năm 2004, nhận thấy rõ Việt Nam là một thị trường tiềm năng và đang phát triển mạnh, nhu cầu về bao bì các tông đang rất cần tại thị trường này. Tập đoàn Doanh Phun Du Đài Loan quyết định đầu tư và vạch rõ chiến lược dài hạn tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Doanh Phun Du Việt Nam được thành lập vào tháng 4 năm 2004. Ngay sau đó, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Long An vào tháng 7 năm 2004 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 5 năm 2005. Được áp dụng theo quy trình sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn của tập đoàn Doanh Phun Du Đài Loan, sau 3 năm hoạt động thành công, năm 2008, công ty đã mua lại và sáp nhập nhà máy sản xuất thùng giấy, hình thành nhà máy sản xuất giấy Đồng Nai và xây dựng mở rộng mạng lưới phục vụ tại thị trường Việt Nam. Biểu đồ tăng trưởng doanh thu qua các năm cho thấy rõ sự thành công về chiến lược đầu tư phát triển tại thị trường Việt Nam. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Doanh Phun Du Việt Nam đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất tại Bình Chánh, Long An, Đồng Nai và Bình Dương. Sản phẩm chính của công ty bao gồm giấy tấm cắt tông, thùng cắt tông, in ấn bao bì cắt tông. Doanh Phun Du Việt Nam có quy trình sản xuất tự động hóa khép kín từ khi nhận đơn hàng đến khi giao hàng. Nguồn nguyên liệu chính được nhập khẩu từ nước ngoài và các công ty uy tín trong nước luôn đảm bảo chất lượng cũng như nguồn cung cấp dồi dào, ổn định, đáp ứng nhu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Máy sản xuất giấy gợn sóng với tốc độ sản xuất 250m một phút cho ra thành phẩm giấy cắt tông gồm các chủng loại cắt tông 3 lớp và cắt tông 5 lớp với các loại sóng A, C, B, E với kích thước đa dạng, chất lượng sản phẩm cao, giá cả hợp lý, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Dây chuyền sản xuất luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, hệ thống điều khiển trung tâm được tự động hóa với những thiết bị máy móc kỹ thuật hiện đại nhất nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Tâm thiết kế, chế bản in với đội ngũ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật đã được khẳng định luôn đáp ứng mọi quy cách và thiết kế mẫu chuẩn xác theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống pha màu mực tự động áp dụng kỹ thuật in bằng mực nước không gây ra yếu tố độc hại. Điều này giúp cho công ty nằm trong top dẫn đầu về sản phẩm sản xuất bảo vệ môi trường. Máy in lưới mịn 6+1 màu process, in 6+1 màu process, dập, gỡ rác, tốc độ máy 150 thùng một phút. Máy in 5 màu Đài Loan, in 5 màu, cắt, dập, gỡ rác, đóng gói tự động,
tốc độ máy 250 thùng một phút. Máy in 5 màu Nhật Bản được trang bị robot gấp chất tự động, in 5 màu, cắt, dập, dán, đóng gói tự động, tốc độ máy 300 thùng một phút. Đóng đinh tự động, đóng gói tự động, tốc độ máy 90 thùng một phút. Ngoài những công nghệ và thiết bị máy móc tiên tiến thế giới, sự phát triển không ngừng của Yuanfengyu Việt Nam dựa trên tầm nhìn chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo công ty cùng sự đồng tâm hiệp lực của tập thể nhân viên, các chuyên gia, chuyên viên đầy tài năng, nhiệt huyết và sáng tạo cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Yuanfengyu Việt Nam không ngừng đào tạo và xây dựng đội ngũ, xây dựng hệ thống quản lý, tạo ra một môi trường làm việc tiện nghi, văn minh, hiện đại và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Công ty chúng tôi thừa hưởng triết lý kinh doanh được áp dụng từ Tập đoàn Đài Loan Trung Quốc, kết hợp sử dụng công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại và kỹ thuật tiên tiến nhất, với tinh thần không chỉ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng, mà còn bảo vệ môi trường. Trải qua hơn 10 năm nỗ lực cố gắng, chúng tôi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, trở thành nhà cung ứng lớn nhất Việt Nam trong ngành công nghiệp bao bì các tông. Với mục tiêu kinh doanh lâu dài và mở rộng phục vụ khách hàng tại Việt Nam, công ty chúng tôi sẽ không ngừng đầu tư công nghệ hiện đại cùng những con người chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Trong năm 2016, sẽ đưa vào nhà máy sản xuất kinh doanh hiện đại hóa đi vào hoạt động tại Bình Dương, phát triển theo nhu cầu thị trường khách hàng tại các khu vực, nhằm xây dựng được thị trường phục vụ trên cả nước. Với công nghệ và thiết bị máy móc tiên tiến nhất thế giới, được nhập từ Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc, cộng với khả năng áp dụng các lĩnh vực chuyên môn, nhanh chóng thiết kế các loại mẫu cho khách hàng, cung cấp sản phẩm cho khách hàng với chất lượng tốt nhất. Tất cả nguyên liệu đầu vào và sản phẩm của công ty đều được nhân viên bộ phận QA kiểm tra, đo đạt theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại từng công đoạn đến khi giao hàng. Phòng lab được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại dùng để phục vụ công việc như máy kiểm tra độ rách bể của giấy, máy kiểm tra độ chịu lực của thùng, máy so màu mực, máy so độ bền sáng của mực định kỳ được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quy định.
hệ thống kho bãi cùng những tiêu chuẩn về an ninh và an toàn nghiêm ngặt để lưu kho thành phẩm trước khi giao cho khách hàng. Đội xe tải luôn bảo đảm lịch trình cũng như bảo đảm an toàn sản phẩm giao hàng chính xác với phương châm giao hàng đúng hạn và thỏa mãn yêu cầu khách hàng, do đó đã nhanh chóng được khách hàng ủng hộ và đánh giá cao. Genfondue Việt Nam hiện nay đã đạt được các chứng nhận quốc tế như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OSAS 18001, hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000, tiêu chuẩn FSC, chứng nhận CMI về đánh giá nhà cung ứng bao bì. Thành quả cao quý nhất mà Genfondue Việt Nam có được đó chính là sự tín nhiệm tuyệt đối của các khách hàng. Khuôn viên nhà máy được trồng nhiều loại cây xanh, thảm cỏ để đảm bảo môi trường làm việc trong lành, sạch và xanh. Phát triển công ty bằng việc sản xuất kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường. Bảo vệ môi trường chính là nền móng vững chắc giúp Genfondue Việt Nam được nhiều khách hàng tin tưởng và đứng vững trên thị trường trong nhiều năm qua. Genfondue Việt Nam thường xuyên đầu tư nâng cấp những hệ thống xử lý tiên tiến nhằm bảo vệ môi trường song song với việc sản xuất kinh doanh. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu hồi giấy tại chỗ tự động, phân loại rác thải, hợp tác cùng đơn vị có chức năng hợp pháp thu hồi. Thiết bị chiếu sáng lắp đặt đèn LED, nhà máy thiết kế lắp tôn lấy sáng, tiết kiệm điện năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị hiện đại, thường xuyên kiểm tra. Trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại, con người nhiệt huyết, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo. Genfondue Việt Nam hội đủ nhiều yếu tố để không ngừng phát triển. Trong tương lai, theo đà phát triển và nhu cầu ngày càng cao tại thị trường Việt Nam, công ty Genfondue Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà máy tại miền Bắc và miền Trung. Cùng với mục tiêu các nhà máy đặt tại Trung Quốc và Đài Loan, bao gồm nhà máy chế biến giấy và nhà máy sản xuất bao bì, thùng giấy cát tông, nhằm tạo bước ngoặt mới để nâng cao giá trị cạnh tranh, mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tác và khách hàng.